Tỷ phú thiên tài Elon Musk từng khẳng định người ngoài hành tinh đã đến trái đất và hiện họ đang sinh sống cùng con người. Tình báo Mỹ cũng đã tiết lộ sự xuất hiện của hàng trăm đĩa bay được cho là của người ngoài hành tinh. Mới đây, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ còn tiết lộ một đoạn video rất rõ ràng ghi lại 12 vật thể bay giống hệt đĩa bay của người ngoài hành tinh đang bay trên khu vực Biển Đông. Theo đoạn video được viên phi công Mỹ ghi lại, thì 12 vật thể bay này đang bay ở độ cao khoảng gần 12 km ở khu vực biển của Hồng Kông. Trước đó, một báo cáo của tình báo Mỹ đã đề cập hơn 140 vụ chạm trán đĩa bay, phần lớn chưa được giải thích và không loại trừ giả thuyết người ngoài trái đất. Cụ thể, thì hôm 25 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, trong các đợt huấn luyện quân sự, quân đội Hoa Kỳ đã có tổng cộng 144 vụ chạm mặt vật thể bay không người lái, hay còn gọi là UFO, từ năm 2004 đến 2021. Bản báo cáo dài 9 trang của Tình báo Mỹ cho biết, tần suất thông tin về những lần chạm mặt UFO ngày càng tăng kể từ năm 2018. Trước những thông tin này, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các cuộc xâm nhập vào phạm vi huấn luyện và không phận được quy định của chúng tôi gây lo ngại về an ninh cho các chuyến bay lẫn các hoạt động quân sự, đồng thời có thể tạo ra những thách thức cho an ninh quốc gia Mỹ. Lầu Năm Góc xem xét rất nghiêm túc tất cả báo cáo về những vụ xâm nhập bởi bất cứ vật thể trên không nào, dù đã xác định hay chưa, đồng thời tiến hành điều tra từng vụ chạm trán.